theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, làm việc nhiều giờ dẫn đến hàng trăm nghìn ca tử vong mỗi năm. Một đánh giá gần đây được công bố trên tạp chí Môi trường Quốc tế đã trình bày ước tính của WHO và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về số người bị ảnh hưởng bởi thời gian làm việc dài và các tác động liên quan đến sức khỏe. Nghiên cứu coi số giờ làm việc tiêu chuẩn là 35 đến 40 giờ mỗi tuần và số giờ làm việc dài là 55 giờ trở lên mỗi tuần. Dữ liệu được phân tích bao gồm hơn 2.000 cuộc khảo sát về giờ làm việc và phân tích tổng hợp hơn 50 nghiên cứu về bệnh tim và đột quỵ từ năm 2000-2016. Các tác giả phát hiện ra rằng những người làm việc từ 55 giờ trở lên mỗi tuần có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn khoảng 35% và nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn 17% so với những người làm việc theo giờ tiêu chuẩn. Tổng cộng hơn 745.000 ca tử vong trong năm 2016 là do làm việc quá sức. Lý do làm việc nhiều giờ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ không hoàn toàn rõ ràng. Các nghiên cứu trước đây đã công nhận rằng làm việc nhiều giờ có thể dẫn đến căng thẳng lặp đi lặp lại, có thể dẫn đến đột quỵ. Thời gian làm việc kéo dài cũng có thể dẫn đến không hoạt động thể chất thú vị là những công việc đòi hỏi phải ngồi lâu có liên quan đến việc tăng nguy cơ đột quỵ và không hoạt động thể chất là một yếu tố nguy cơ được biết đến đối với bệnh tim. Thời gian làm việc kéo dài cũng có thể khiến nhân viên uống nhiều hơn và hoặc bỏ qua các dấu hiệu của bệnh tật. Nghiên cứu này diễn ra trước đại dịch COVID-19. Nhưng các tác giả lưu ý rằng đại dịch có thể đã dẫn đến những thay đổi làm tăng thời gian làm việc. Làm việc tại nhà đã xóa nhòa ranh giới giữa công việc và nghỉ ngơi. Và công nghệ mới đã giúp bạn dễ dàng tiếp tục làm việc theo giờ bình thường. Như Tổng Giám đốc WHO đã lưu ý, không có công việc nào đáng giá với nguy cơ bị đột quỵ hoặc bệnh tim. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.